kẹo xốp dẻo á? Nhiều lắm luôn nè. Nhưng chúng lại ở nhiệt độ thường rồi. Để đó cho mị. Đây rồi, đông lại vừa đẹp. Nhìn như là được phủ trong tuyết vậy ấy. Món nào đông đá mà chẳng ngon nhỉ? À, răng đau quá đi trời ơi. Ôi trời đất ơi, tôi phải làm gì bây giờ? Cần cái này không gái? Hơi kỳ chút nhưng cũng được đó. Để xem nào. Còn tớ thì mê món kẹo xốp dẻo nướng hơn. Đến khi chúng chuyển sang màu nâu thì các bạn biết nó chín tới rồi á. Cảm ơn quý ngài lửa nhé. Cầm nến hộ tớ với. Nhìn ngon mắt chứ này. Mình không nên làm như thế. Dính đầy tay mất rồi má ơi. Hey, chơi gì kỳ vậy Olivia? Tẩm quá đi mất. Cậu chỉ cần một miếng bánh quy thôi nè. Để thứ này lên đây. Thế là gần xong rồi. Nhưng đừng quên phần tuyệt nhất đó. Vậy là có một chiếc bánh sandwich s'more rồi. Nhìn này, ngon lành cành đào đấy nhỉ. Cậu vừa tạo ra một món ngon đấy chứ. Chứ còn gì nữa. Giờ thì cắn một miếng thiệt to bự đạp. Còn tớ thì chỉ có mỗi cái này thôi. Hình như tụi mình sắp được ăn sữa chua đó. Không mê lắm hả gái? Không biết sữa chua vị gì nhỉ? Cái này là loại không đường hả ta? Khủng khiếp quá đi. Nhưng tới bên cách cải thiện tình hình đó. Tớ sẽ biến món này thành kem que. Chỉ cần đổ vào khuôn thôi nè. Quá đơn giản. Và chờ món ăn vặt này đông lại là xong. Cơ mà làm thế này còn nhanh hơn tủ lạnh nè. Giờ ăn tới rồi. Như thế này mới đúng kiểu của tớ. Lạnh quá trời lạnh luôn nè. Ngon xuất sắc luôn. Còn tớ thì nghĩ ra cách khác nha. Món này nóng lên nhanh quá nhở. Thì thoảng mình lại đánh giá thấp sức mạnh của mình rồi. Sữa chua như vậy thì mới là tuyệt hảo. Ý, quên mất nó đang nóng. Hay đấy. Cái này sẽ giúp lưỡi tớ đỡ đau nè. Cảm ơn Kylie nha. Wow. Ôi không, cái gì tớ chạm vào cũng tan hết. Thôi thì... Tắm nước nóng giúp mình thoải mái tinh thần ghê. Nhưng giờ tôi lại đẫm mồ hôi rồi. May cho Olivia. Nước thật sạch và ấm nha. Ai đó chỉnh lại vòi nước mất rồi. Ăn thôi. Wow. Một trái chuối phải không? Hình như nó đã từng có màu vàng. Nhưng giờ nó giống cây gậy bóng chày nhỏ nhỏ hơn đấy. Được rồi. Xem thử cậu có gì nhé Hana. Wow. Chắc chắn trái chuối sẽ cực hài hước khi chúng bị nóng. Tớ thực sự phải ăn cái thứ nhảy nhụa này hả? Cẩn thận Hana. Nóng quá. Wow. Có cần thiết không vậy Olivia? Được rồi. Mình có nên bóc vỏ cái này không nhỉ? Nó vẫn trông giống một quả chuối phải không? Nhưng cảm giác như lột vỏ cam ấy. Úi giời, lạnh ngắt. Chắc chắn là một ý tưởng tồi. Thử nó xem. Giống như kem chuối ấy nhỉ. Tớ sẽ không bao giờ ngán món này đâu.
thông não. Tớ nghĩ rằng mình ngửi thấy cái gì thơm lắm. Các cậu thấy sao? Không đời nào. Đây chính là hương vị yêu thích của tớ. Hạt dẻ California và dâu tây. Khoan đã. Thế thì kem của cậu là... Bạn biết đấy. Đúng thế. Kem nóng tan chảy. Vẫn tốt khi nó có đường mà, phải không? Ew. Tớ không biết phải làm sao nữa. Gà, quá nóng. Bát cậu chắc chắn có nhiều kem lắm, Olivia nhỉ. Cậu cho tớ một miếng được chứ? Cái này nên để nguội một tí. Nhìn nó tan nhanh thế nào kìa. Thiệt hả, Hannah? Cũng ngon đấy. Tớ đoán là 9 người 10 ý ha. Mặt ngửa, tớ thử trước. Yes! Ta-da! Vòng hay nhất đây. Nhìn hay ghê. Nhài cũng hay hay. Hay, đồng đá. Nhìn thứ này mà xem. Đây mà là đồ ăn hả? Kinh quá. Hy vọng của tớ như ý. Và trái ngược. Thử một miếng xem nào. À, phải mở ra. Đến đây nào. Được rồi. Gì vậy? Tớ xin lỗi nhiều. Này, cậu ổn chứ? Giờ ổn rồi. Cậu trước, Thomas. Gà đông lạnh. Thứ này cứng như đá. Lại giúp tớ làm tan nó đi. Giã đầu nhanh lên. Áo. Mất vệ sinh quá, Thomas. Thôi, tớ bỏ cuộc. Hãy xem tớ có gì này. Gà chiên siêu nóng. Này, của tớ mà. Tươi ngon nóng hổi. Nêm nếm hoàn hảo. Cậu cũng có gà mà. Thật bất công. Mình biết rồi. Mẹ mình biết nấu thứ này. Gà của mẹ là ngon nhất. Chuẩn. Cứu trợ đang tới. Của con đây. Muốn mẹ cắt cho không? Ellie, ghen tị chưa? Sao cũng được. Một miếng mọng nước cho con. Ôi, mẹ là tuyệt nhất. Không gì tuyệt bằng ăn mì và xem phim chiếu lại cả. Này Adam, nước ngọt mát lạnh của cậu đây. Buổi tối thứ sáu vui vẻ. Mở giúp tớ với. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả. Mình sẽ cho cô ấy lon của mình. Kỳ cục vậy. Ôi trời. Cậu không làm được gì đúng cả. Xui thôi mà. Đũa của tớ. Thì sao? Nếu cái khoèn bị gãy, hãy dùng cây đũa để mở lon. Hiểu ý tớ chứ? Cậu thông minh hơn tớ đấy nghĩ đấy. Lon này nữa. Gần được rồi. Boom. Hào hứng ghê. Cạn ly vì suy nghĩ đột phá này. Mình thích khúc này.